Hello, mến chào mọi người đang xem video trên kênh Điện Thoại Tinh Ninh. Hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu anh chị một cái căn nhà khá đẹp, vị trí đắc địa nằm gần với Ủy ban dân xã Đường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nhà hai mặt tiền cứng cáp, một mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền đường đất. Vị trí nhà này cách cái trường học là một ngã tư thôi nha anh chị, khoảng độ 200 m, còn về Ủy ban xã là 300, về trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh và chợ Long Hải là chưa đầy một cây số. Quý anh chị, cô chú khách hàng đang có suy nghĩ là tìm nhà vị trí trung tâm, đầy đủ tiện ích để an cư hoặc là cho con cái của mình, hoặc là đang tìm đất để xây nhà, thì Hoàng xin mời mọi người xem hết video này nha. Vâng, đây là căn nhà Hoàng sẽ giới thiệu. Mặt tiền đường nhựa nha anh chị, chạy ra đó là đụng đường hốc trăm rồi, đường 30 m nha, dẫn thẳng từ đại lộ Trần Phú, quốc lộ 2B về tới Ủy ban nhân dân xã Trường Tây. Cánh bên trái là trường học đó anh chị. Còn bên đây là mặt tiền đường đất thứ hai. Hiện tại nhựa này là trục chính của đại lộ Trần Phú, chạy thẳng một mạch vào luôn nha anh chị. Đây là đường đất thứ hai. Đường này vẫn là lộ giới hoạch 10 m, giống như cái đường nhựa mặt tiền chính của nhà. Và đường này đã trừ hết lộ giới rồi, không còn phạm thêm vào nhà hoặc đất của mình nha. Đây là hẻm chính, hẻm 40 của đại lộ Ngô Quyền, chạy ra quẹo phải một tí thôi là đụng ngay Ủy ban dân xã Trường Tây. Và cung đường đất này là cũng chuẩn bị lên nhựa trong năm nay nha, để thông ra cái đường hốc trăm bên ngoài luôn anh chị, đường thông tứ hướng. Đường này cũng độ giới 10 m nè. Đó, hai mặt tiền trọn nhà của mình là ngay góc luôn nha. Và trước khi review chi tiết các cạnh ranh giới cũng như là ngóc ngách trong căn nhà, thì Hoàng xin mời anh chị xem sổ hồng chính chủ. Vị trí căn nhà ngày hôm nay nằm tại là ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Về tiện ích thì như ban đầu Hoàng đã phân tích rồi, tổng diện tích sử dụng đất là 82,5 m². Căn nhà của mình xây trọn trên mặt đất này nha, full diện tích 100%, và thổ cư là 26,7 m², còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm. Thì với một cái xã nông thôn tại vị trí này đã có thổ cư thì xây nhà bình thường anh chị, không yêu cầu là full thổ cư nha. Tiếp theo anh chị nhìn xuống là cái hình dạng đất cũng như là trọn vẹn căn nhà của mình xây trên đây. Mặt tiền chính của căn nhà ngày hôm nay là đường nhựa, lộ giới hoạch 10 m, đã chừa sẵn lộ giới và quay về hướng chánh bắc nha. Đấy là cũng là hướng của căn nhà. Còn mặt tiền thứ hai là quay về hướng tây nha anh chị, cũng là đường đất 10 m. Phần tiếp giáp đường nhựa là 5 m rưỡi, hai cạnh dài vào đều là 15 m, và phần hậu đất vẫn là 5 m rưỡi như phần mặt tiền. Đó là thông tin sổ hồng. Còn bây giờ là cái trích lục hiện tại mới nhất, thể hiện rõ ràng cái quy hoạch trên cái trích lục này. Bởi vì nhà của mình là góc hai mặt tiền, quan trọng nhất là cái đường bên hông nó còn trừ vào hay không. Thì đây là trích lục 2024 mới nhất. Anh chị thấy rõ ràng trên cái trích lục này nó giống y chang trên sổ nha anh chị. Đường hai bên đều là lộ quy hoạch 10 m, không còn trừ vào đất của mình miếng nào nữa nha. Và vẫn trọn vẹn sử dụng trên trên đất là ngang 5 m rưỡi, dài xuống 15 m. Sắp tới thì cái cung đất bên hông anh chị nó lên nhựa nữa thì căn nhà của mình là tuyệt vời luôn nha. Hai mặt tiền đường nhựa. Và đây là cái vệ tinh Google Maps chính xác ngay cái vị trí nhà đó anh chị. Anh chị thấy là chỗ mình là quy hoạch bàn cờ toàn bộ nha. Đó, cái tấm hình đó là ngay vị trí nhà. Còn nguyên một cái đường xiên ở bên góc phải màn hình đi xiên lên đó, đó là đường hốc trăm đi thẳng về Ủy ban nhân dân xã Trường Tây và trường tiểu học kế bên nhà của mình. Nói chung thì về tiện ích là khỏi phải bàn tại vị trí này rồi. Đó, từ đây nè. Qua tới bên đây là 5 m rưỡi, về xuống 15. Hậu vẫn là 5 m rưỡi. Và giờ lên là 15. Mặt dựng căn nhà rất đẹp nha. Kính cổng cao tường, có mái hiên nè. Rồi phía dưới thì lát gạch vỉa hè sạch đẹp, tráng bê tông. Đó, bên đây thì còn con đường đi lên đi xuống ở bên hông nữa chị. Cũng là trồng hàng rào chỉnh chu, từ dưới nền móng cho lên đến tận mái nha. Đây là bên hông căn nhà. Đấy. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi cái phần ngoài trước, rồi sau đó sẽ quay chi tiết bên trong. Sẵn đây thì Hoàng xin báo giá luôn, là toàn bộ nhà và đất ngày hôm nay ra đi với tổng giá trị là 750 triệu. Giá thì vẫn còn thương lượng bất lọc chính chủ nha. Đấy, từ mặt tiền đường nhựa kéo dài tới đây là 15 m, hậu 5 m rưỡi, và dài lên là 15. Mặt tiền chính là 5 m rưỡi. Thì Hoàng quay chi tiết bên trong rồi chạy về các tiện ích cho anh chị xem, để anh chị tự cân đối và đánh giá coi căn nhà ngày hôm nay với giá trị là 750 triệu có phù hợp hay không nha. Đó, cái đường bên hông đi lên đi xuống, có thể là phơi đồ trồng cây cảnh bên đây luôn nha anh chị. Đây là phần mặt tiền căn nhà. Đấy, lát gạch, các góc cột nè, sạch đẹp. Màu chủ đạo của căn nhà ngày hôm nay là màu trắng nha anh chị. Đấy, phần phía trước là sân để xe nha. Hai bên thì có làm hai cái dách lam. Khu vực này thì anh chị có thể trồng thêm cây cảnh nè, hoặc bố trí thêm đồ vật để cái phần mặt tiền của mình thêm đẹp. Đây là cái giếng nước nha. Hiện tại khu vực này vẫn xài là nước giếng, chưa xài nước cấp. Bà con ở khu vực này 100% là sử dụng nước giếng nha anh chị. Khu vực này thì không có nhà máy xí nghiệp nhiều gần đây, cho nên là nguồn nước rất sạch nha. Đó, nguyên cái hướng Hoàng chỉ tay đó là trường học và Ủy ban xã.
còn chạy qua bên đây, quẹo tay phải là ra ngay đại lộ Trần Phú. Rồi, cửa thì bốn cánh ha, cửa sắt rồi kính cường lực. Phòng khách với diện tích là gần 20 m², trần lau phong thạch cao diệt hợp nè, hệ thống đèn led đơn giản. Toàn bộ các cửa sổ và cửa chính đều có rèm cửa nha. Cửa thì là cửa kéo. Tường toàn bộ thì lát gạch lên 1m6, rất là sạch sẽ. Đây là cửa sổ đầu tiên, cửa sổ thứ hai và cái cửa mạch bên hông. Nhà này thì đã qua quá trình thử lửa là gần 1 năm rồi anh chị. Đó, đã qua sử dụng thì về mức độ công trình thì anh chị đánh giá đó, mọi thứ còn rất là mới và sạch sẽ. Thứ hai nữa là căn nhà ở đây cũng như anh chủ chia sẻ thì cũng đã được thêm sắt thép vào các nền móng cũng như là trụ cột kiên cố nha. 1 năm rồi mà căn nhà vẫn còn y nguyên như mới nha, chưa có dấu hiệu xuống cấp gì cả. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, nó sẽ có 2 căn phòng ngủ như vậy anh chị. Từ ngoài nhìn vào chiều dài khoảng độ 4m, còn bề ngang là hơn 2m nha. Đó, 2 phòng ngủ trong căn nhà này. Còn nếu anh chị để mà tăng diện tích phòng ngủ hơn thì mình có thể là thông 2 phòng này thành 1 phòng tổng nha. Đó là tùy theo nhu cầu của sử dụng của anh chị. 9 người sẽ 10 ý, không ai giống ai cả. Vì thế nếu anh chị thấy không phù hợp thì mình mua về sửa cái phòng ngủ lại thôi. Đây là cái cửa mạch bên hông. Khuôn gian bếp rất là rộng rãi nha, có cửa sổ phía dưới nữa. Ở dưới đây thì trần lau phong thạch cao trần thả nè. Đó, khuôn gian bếp nha, lát gạch. Toàn bộ căn nhà thì đều là lát gạch tường lên đến là 1m6 nha. Cuối cùng trong căn nhà này là khuôn gian toilet. Đây là cái ống nước để cho máy giặt đấy chị. Kết hợp với phòng tắm và bồn cầu nha. Có vòi xịt, hồ hoa sen, lỗ thông gió cũng như là ánh sáng. Lavabo nằm bên ngoài. Căn nhà này thì chưa bắt đèn, nó cũng đã tràn ngập ánh sáng rồi. Tất cả các góc cách của căn nhà. Nhìn lên hành lang, khuôn viên 2 phòng ngủ và phòng khách ở phía trên. Đấy, hành lang là cũng khoảng độ gần 1m2 nha. Còn đây là cái máy hiên bên hông nhà nè. Đó, rào hàng rào chất lượng hết luôn. Ở trước thì cũng có cửa cổng nữa anh chị. Khu vực này phơi đồ thì thoải mái rồi. Có thể là trồng thêm cây cảnh. Mặt tiền này là mặt tiền thứ hai nha. Chân bồn nước thì nằm bên ngoài nè. Đó. Thường thường thì những anh em xây nhà thường để cái bồn nước trên cái nắp bồn tắm. Vì thế qua thời gian sử dụng thì cái bồn tắm sẽ bị nứt nẻ và thấm khá nhiều nha. Còn chân bồn nước của mình nằm riêng bên ngoài hẳn. Đấy là toàn bộ ngóc ngách chi tiết của căn nhà ngày hôm nay. Toàn bộ là sạch đẹp như mới nha. 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, hành lang khá rộng nè, xuống bếp và toilet. 2 mặt tiền đường, 1 mặt tiền đường nhựa chính và 1 tiền đường đất bên hông. Cái bộ bàn gỗ này đời chủ sẽ tặng luôn cho anh chị nha. Chỉ 750 triệu là sở hữu hết toàn bộ nhà đất và luôn cả bộ bàn ghế tặng theo. Rồi bây giờ Hoàng sẽ di chuyển trên mặt tiền đường nhựa chính nè. Tới khúc này là đường 100 rồi, quẹo sang phải là ra đại lộ Trần Phú và quốc lộ 22B. Cách căn nhà của mình là cũng khoảng độ 1 cây số. Còn Hoàng quẹo bên trái nè, là chạy về ngay trung tâm văn hóa của xã luôn. Rồi cả trường học nữa. Hoàng nhắc lại vị trí nằm tại là ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hoa Thành, tỉnh Tây Ninh nha anh chị. Bên trái của mình là trung tâm văn hóa cũng như là sân vận động của xã đấy. Rồi tiếp tục di chuyển thêm 100m nữa là cặp với trung tâm văn hóa là nguyên một cái trường tiểu học. Chỗ này thì trường học từ cấp mẫu giáo cho đến cấp 3 luôn anh chị. Vị trí nhà và đất của mình gần như là gọi là cái nhân bánh rồi anh chị. Đó. Rồi chạy chỉ một xíu nữa thôi là đụng ngay ủy ban dân xã Trường Tây nha. Hiện tại thì ủy ban dân xã vừa mới xây mới xong. Hiện tại ủy ban xã cũ vẫn còn sử dụng. Sắp tới thì cũng sẽ dời trụ sở sang ủy ban nhân dân xã mới, nằm ở bên tay trái nè chị. Đây cái tòa nhà cao cao đấy. Còn xã cũ thì nằm bên tay phải nè. Hiện tại đang còn hoạt động nha. Đó, xã Trường Tây thuộc thị xã Hoa Thành, tỉnh Tây Ninh. Và Hoàng sẽ tiếp tục chạy trên cái đại lộ Ngô Quyền này nè, về trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh và chợ Long Hải cho anh chị xem. Nhà thì xây mới khá nhiều luôn chị, luôn cả nhà cũ, nhưng mà quan trọng nhất là về vị trí cũng như là chất lượng công trình có hợp nhãn với mình hay không và túi tiền nữa. Đây là trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, một vị trí khá là quen thuộc trên kênh của Hoàng nha. Vì thế nếu mà anh chị thấy phù hợp với tầm tài chính nè và căn nhà này thì hợp nhãn với nhu cầu của mình, hãy gọi ngay với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139 để xuống xem nhà và gặp trực tiếp chính chủ để làm việc nha. Chỉ 750 triệu là sở hữu hết toàn bộ nhà và đất. Và cũng như là nguyên tắc làm việc của Hoàng từ xưa tới giờ chị. Những anh chị xem lâu chắc chắn sẽ biết là những căn nhà xây mới Hoàng rất là ngại quay. Bởi vì về mức độ công trình, uy tín và trách nhiệm của mình trên đó. Lâu lâu thì Hoàng chọn 1-2 căn nào đó thì Hoàng thấy chất lượng mới giới thiệu cho anh chị nha. Và đó là tất cả thông tin chi tiết về căn nhà ngày hôm nay. Hiện tại Hoàng đang chạy trên cái vòng xây của chợ Long Hải đấy, cách nhà của mình chưa đầy 1 cây số. Quý anh chị cô chú có nhu cầu liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình
0981877139. Bây giờ thì Hoàng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong video sau.